Lớn À, toàn bộ còn dùng của nó phải là sử dụng chiếc gì? ừ, đấy nó phải tầm trên nếu mà làm còn gần với lõi trong này thì Hai tỷ thế là đẹp rồi. 2 tỷ bây giờ nó sẽ hơn gỗ giờ tinh tắc cả con gỗ giờ 2 tỷ thì em chỉ mua mua có bộ bàn ghế này, bộ bàn ghế kia với trong dưới này có giường chiếu là cô mua đúng mỗi làm rồi mỗi mua mỗi cái giường đúng rồi chứ mua cái tủ. làm sao mà 2 tỷ mà mua được tới nghĩ vậy vì đồ gỗ thì nó xưa kinh lắm. Anh kia mời nước đi. Vâng. Gỗ thì Thế là anh kiếm được mấy cháu? tôi thì 3 đứa, 2 trai 1 gái. Hầu hết là công chức nhà nước hết. Vâng. Và thế là được rồi. Báo cáo với ông các cháu tôi thì cứ tự vươn ra kiếm nó mà sống. Thế có đến nào trong nghề bố mà À không. Thế sao không phát triển cái không công thằng út thì nó làm cái đại học nó không có vào. à? Đây thằng lớn thì nó cũng không làm nghề. Cô con gái cũng vậy. À, mỗi ngày nó một sự nghiệp. Anh nhiều tuổi, tính nhiều tuổi nhỉ? À, tỉnh mất rồi. Tính ấy, tính toán mà. Tính À. làm vật tư trước. Người ta theo cái mục đích của người ta. Đang xem Đúng cái không? phim về nhà đi con Đấy, cái bộ phim tâm lý và ông trong muốn gia nuôi đình. con về xong một đứa nó dứt khoát nó cũng Một cho. đứa nó không đồng ý. Tốt nhất là không ông vui vẻ thôi chứ đừng có rải xà sâu bổ chết. Có bà biết nhỉ? Đúng rồi, và bây giờ nó có thì định thì phải từ lâu rồi, và nó kiểu cũng đã quãng thời gian rồi, chục năm cũng rồi, tâm nguyện rồi. Bây giờ cũng chục nó năm rồi. định về tâm lý các thứ rồi, tâm sinh lý rồi, có gì con cái nó cũng thông cảm với mình thì mình cứ vui vẻ thôi chứ còn nó thật nó xả sâu quá là bản thân chúng nó cũng trái ngược quan điểm với mình. Cháu cũng không thích. Nó không thích là nếu mà mình đi sâu quá nó kéo theo nhiều thứ, nó kéo theo nhiều thứ hệ đi mà trước hết là nó mệt mỏi, nó mệt mỏi. Thế nên là thôi thì mình cái xu hướng chung là vui vẻ. 3 đề 4 bên với 3 đề 6 bên 8 bên đấy nhưng mà sau cũng có khổ là mùa đông giá rét thì nó thật với ông là cũng có khổ vâng. nhiều tôi thấy ông nếu mà nói về thì chú lưới nó giá rét thì giờ anh em mình chẳng lo chuyện nhiều mà hai chiều chiều trên đẹp dưới trăng đến như mà thì phải tôi muốn nói là giờ không chỉ tâm sự với bố nhưng mà nó cũng tâm sự trên này cái tivi mở mạng nữa đấy thích tôi xin lỗi các ông mở mạng cái gì quá đọc hồ sướng bây giờ công nghệ thông tin đúng vâng không nhưng mà thực ra cái tuổi nhanh nhau mình cũng phải bỏ nếu mà dính vào cái chuyện đấy con cái nó sẽ chẳng thế nên nó tính chuyện là nếu mà có một cái bà phải lo đâu thì mình yên tâm nhưng mà tính đến những cái chuyện khác là nhưng mà bản thân cái người phụ nữ người ta lên đến với mình sau này là người ta lại tính theo cái mục đích riêng của người ta ông mới nói là thế đấy bây giờ là đa số là chứ không người ta không đồng thuận cho một mục tiêu như mình nghĩ đa số là như thế để khi nào phải có cái dựa dẫm tính sau này về già rồi lúc mọi lúc kia như thế nào họ đều phải có tính cái dựa đó mà quá như thế mới đến với nhau không quá đến thì họ ăn chẳng cần anh em mình phải cũng phải chia sẻ với nhau như vậy chứ thôi thì nếu mà hai bên đều có được mọi việc kia giờ mà đồng thuận với nhau đến mà theo thảo luận cứ phải nói là theo thảo luận phải không còn thế là bạn thôi đúng không theo thảo luận đó bây giờ nhiều người là cũng suy nghĩ hiện đại nói chung người có cái là bây giờ xã hội bây giờ nó quá văn minh đúng rồi con cái nó cũng thông cảm và nó hiểu đúng không điều kiện hoàn cảnh mình cũng có điều kiện điều mà nên là nói thật luôn là cái đấy mình không lăn tăn lắm chứ còn bây giờ lấy về thì bà ấy theo mục đích riêng của bà khi được không đồng thuận với nhau mà mặt quan điểm khi bà không đạt yêu cầu của người ta này em bắt đầu mới xảy ra sinh ra chuyện ăn mỏi lắm rồi xong các cái bộ phim các cái hoàn cảnh thì đúng là không cẩn thận và bà phải quan tâm đến bên nhà bà thôi cái nhà tôi có cái gì trong này ông phải quan tâm đến bên nhà ông thôi không có gì đến hoài nó lại một chuyện đó xong rồi tức nhau là loại nó loại kia đấy thì chứ mà xung đột là tức ra là nhà bà ở nhà tôi cửa không nhưng mà anh Tiền năm nay khỏe đấy không tôi vẫn vậy đâu rất khỏe đấy tôi nói điều gì đâu
gặp nguyên đấy là nếu mà nó gặp lại thì là cứ chụp cho hôm nay thì bác cũng chẳng giả được bao nhiêu cả. Đúng nguyên đúng cái đúng cái này khỏe tay nó rất rắn cặp cưới khỏe đấy mấy lần gặp anh còn đi thể thao đi bơi lội gì không có đi không đạp xe à đạp xe bơi buổi chiều là mát đạp xe bận việc thì thôi tôi thì cái đường vô cùng dễ đấy đạp xe là thuận lợi rộng rãi làm mấy xã vô người đạp cứ đạp qua đi đường xã là tiện. Vâng, báo cáo là hôm đạp đi ra nó đạp vòng về qua không đạp về đạp về Trung Lộc đạp mấy đạp về Vĩnh An không đạp về Tân Biên vòng thế là có công việc rồi cái đẹp rồi. Theo bây giờ nó đường xã nhưng xã nó đổ nhựa hết nhựa hết dễ chịu à, nó ít ô tô chứ đi ra cái đường người sợ quá đường người là đường công thì sợ nó chạy đi là bay toàn mọi cái cứ như bây giờ chính thức ở bên nhà thì ở khu nào em ở đây thì em ở ngay chỗ cách đây 400-500 mét ở đoạn ăn đường bờ sông này bạn thẳng đường bờ sông này từ đây đi bộ ra nha 400 mét này nhà bạn nha bên kia thì bên này đây vâng cũng không thân thiết nhá nhưng mà cũng vùng khu này không ở bên kia đường khu bên kia đường khu gọi là khu xi măng nhưng mà xi măng như ở phía phía bên kia đường gần phía chỗ Hoàng Huy rồi cơ. À, chỗ Hoàng Huy đi vào. Chưa đến Hoàng Huy. Giữa cái đoạn đấy. Thôi anh em gần đây. Tôi phải xin phép. Bao tôi phải ra ngoài. Thôi ông cứ tự nhiên thôi anh. Có bài ba thôi. Phòng này thì phải làm. Sao anh cũng bảo tự nhiên. Huy Hương là cứ phải. Mình chích đi. Chích đi. Chích đi ra. Chích nhà anh đó. Không già được. Nói nhà này. Không. Cứ để có điều hòa này đúng không? Thứ hai, ông ta biết luôn đằng ngoài này. Okay. Bây giờ tôi nói sau đám bà em mua chợ hàng vào đây 49 ngày sau người ta biết thế là ngồi chơi thằng ông. Mà ta biết mà thế là cũng không được hại thôi nhưng mà là ông Hiến ông nói tung tích luôn. Ông Hiến với cụ nhà mình mấy lần biết nhau. Ông Hiến mới nói chuyện đấy. Ông phò lắm vì năm nay ông 84 tuổi rồi. Ông chưa được 93 đâu. Thế giờ về thế này này. Chưa đọc biểu biểu vẫn là thông báo đấy. Tôi thằng bố tôi sáng hôm nay thì đang hiến nhưng mà thế này như ông nói rõ cái thứ nhất là họ phạm là đại diện làm bán rồi ông rồi đấy là nói chung là điểm đấy là lấy thực tế là tôi về lấy mà bây giờ này tôi hãy làm thứ nhất là địa giới thì là gần nhau bây giờ này tôi sẽ ấy tôi trực tiếp tôi ấy và tôi nói là ông người nói với chung sức lượng nó là trợ lý cho tôi ở cái tổ họ đấy ở nhà tôi biểu không ông nào mai tôi về tôi học có thể tôi qua nữa để ông biểu mới chỉ cho tôi là một ngày tôi xem đúng một ngày ông nếu không đúng một ngày là tôi sẽ làm được một người kia đảm bảo các cái giá trị tôi đi cái đó là chính xác rồi nhưng mà bây giờ phải tôn trọng ông biểu. Ờ, đến lâu rồi. Đúng. Cái đấy mấy hai nữa là về mặt địa lý thì ông ấy cũng là người gần và địa lý. Ông là những người chức sắc trong tổng hợp tôi. Đúng. Đó. Tới chú về nhé, chú là tướng trẻ nhất Hải Phòng luôn. Tới cái hưu mà, nhà đây rồi được một đường các người tướng. Cái là đây cho hai anh năm kia ta bảo. Sống chết rồi, đấy. Cái đấy, cái anh như lưới là nhau, sống chết. Cái trận xa không có gì. Nhà tôi thì thực ra cái thế này, theo bà phụ lịch, bố tôi thì theo cho rằng nhà phụ lịch. Đồ đúng không? Nhưng mà đi mà họ bảo đi họ tịnh đồ chứ nó phải họ ăn ra cái đấy của người ta họ người ta trong khu nhà mình họ phạm họ phạm tôi được truyền lại đúng cái chú họ phạm là bà cụ thân sinh cho các bác là người ở tức là vợ bà cả của bà cả bà Ninh bà cả đây bà Ninh đấy là người con của Phạm Đình đúng không
cho nên tôi về tôi nghiên cứu và nghiên cứu đề bạc cho đấy bác này nên tôi nói với bác này thế đấy là chuyện không đúng không, vì chúng tôi cũng bỏ là vì mất mộ của cụ xong rồi mới tìm thấy chúng tôi tìm, nếu mà ông là trưởng họa đến nào thì kiểu có chuyện tìm đi kỳ lắm, đến với đàn em hay quá nhỉ, kêu nhận nhận đến đàn em hay quá nhỉ, ông còn hơn ông này ba sao thì mày 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 tối nay có ăn bánh không, chúng nó mừng lắm. Ở đấy thì cô làm cơm đi, bây giờ cô ăn cơm nhà cô quá thì cô đi mua cơm học thì bố đi tiệm hết đấy, nhưng mà bố cứ bố về quê luôn nhé. Ông Trân ạ, chúng ta bây giờ là không nói đến tất cả một cái chuyện gì. Bây giờ là cứ uống nhiều một cơm cơm nó bằng này nói là chính gì uống nào phải muốn nên nói trong gia đình trong này ra mình cũng nói thì ông cũng như là gia đình bên ngoài anh em mình ai là ông Tương thì ông rất là mong cho chú ạ. Chú ạ, chú được không ạ, sức khỏe chú được không ạ? Ông có khỏe, ông có khỏe không Nguyễn? Vâng, cháu vẫn cứ một tuần về 2-3 buổi, cháu về cháu làm nhà thờ trong quê. Vâng, em nó bỏ tuần nào cháu về. Vâng, vẫn bình thường, vẫn tốt đều không ạ? Cháu muốn nói thăm ông vì các ông về trên trên thì cháu muốn nói ông là bà cụ Minh, tức là bà cụ mà của nhà trong thôn, của mẹ cũng thôn đấy, tức là bà cụ không con đấy, là ở Phạm Phạm. Đấy thì cháu thì chúng cháu không biết rõ là bà cụ là cụ là lý đồ mà ra đây lại là đông rồi, thì chính cháu cũng đang bác xỉn, thì có khi bác biết gì nhờ bác lẫn hết không? Cháu có nói không thế? Ba mời các bác ạ. Tôi xin phép sau tôi cứ ghi hình ảnh này cái đá này cái đó. Anh em mình vẫn cười vui vẻ với nhau cái đá. Ba chúc sức khỏe các bác. Riêng trước cái bảo vâm thì đồng chí Tương thì nói một câu này thôi. Vâng. Rút ra một điểm. Tương so với đại tá thì bằng đại tá so với mình nhìn. Thế thôi. Để cho các bạn phấn đấu.
Sáng là tôi sang nữ đặc công nước ấy, mẹ rỗ lên cái cậu phòng tướng cho cái ông này của thế thì nhiều người biết. Anh có chỗ kia cái rồi. Anh ghi cái để cho các bác bắt tay bắt chân cái thì thật là sao anh vứt kệ cái máy nó quay. Bác phải có cái đoạn Chưa có bố, có đơn cái. Ừ, chứ. Ghê, nói gì.
nhưng mà giờ mình rất khỏe đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dân đi nguyên bán đi ở bên ngoài. Em ơi, cô lưới được. Anh Nịch, tại sao được chi không giúp ích cô bê ra? Anh em tưởng muốn nhau. Anh Hoàng và anh đến ngồi xuống. Ngồi giúp bà. Anh em cứ rửa nước. Buồn. Một phần chống là quan trọng cái là cái đồng vốn nó chi tỉnh lắm. Nhưng mà chú ý tuổi hơn anh, người chú là của anh ở quê chú chẳng bảo. Mà cao lương thì hoặc thế là xứng mang tiếng hai thước nhưng mà không dám thức đưa đến ai đi đâu cả. Thần hôm nay có nhau hôm nay được có mặt đúng không? Nào về quê đi đồng vốn chẳng quê thôi hết thế là làm cái bài này không đi ăn đây không rồi cái một cái rau đích em không rồi ông mình đi biết rồi đi gặp thắng ở lúc kiểu muốn nhắm ở đây tuần trước giám đốc công ty vận tải đâu cũng rồi 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 bây giờ là bạn bây giờ là một số là được à,
ông là dạy cái chữ đầu tiên đấy rồi. Đây là quái nhá. Dạ. Đang đây. Đang dính đi Quảng Yên đấy. Và bên ngoài anh dân nhé. Cứ là cái con gì thì muốn phải lên đây là nhiều cái gì có quả này thì muốn phải ăn cái gì mình muốn nghĩ mà khác khẩu dân không có 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 Tôi có ghi mẹ đọc cái đằng trăm lần.
Bây giờ lên tướng, có một cô giáo sư
Tại vì đến cái thì nó đang
Hôm nay vui quá.
Công an cho tôi Hải Phòng, con cháu của em ở ngành giao thông
có bài mà con nó vẫn cho đến giờ này vẫn cho 5 phút người con giả thì nhân dân mới cầm môn cầm đội không phải là cầm đội chúng ta bắt trước hết là cầm môn đồng đội và 30 năm nay về tôi chấm trình không bao giờ đến thì đến tôi bị chấm bảo các cái nhà để giấm cục an nào cũng là tôi chơi với rồi thế ông ca với ông thành cũng là nếu đầu châu ta có anh thương bây giờ đã ra đầu châu còn cần nhưng bây giờ thì không có em ông Thành nữa, đã được ông Thành rồi, không giờ đã được Trương chưa? Không giờ em biết các giờ trước thì có người tuổi nó đã đi đó, không đi là thằng em, nó là đại tá mẹ trưởng phòng điều tra hình sự võ phòng điều tra hình sự sông Văn mà lại không nói được anh trưởng anh tao đấy thì nó là cái trò thì chắc em chưa bây giờ nó em chưa em trai Xuân đấy đại tá phó phòng bây giờ em trai nó đây để em muốn đấy em đỡ mà châu cứ gọi đây là hùng và cao nhân anh lý à rồi thằng phó mà nó chỉ về cái quy định về địa phương không nó phân công theo hàng kia thôi mới nhất có quy định của bộ công an cho nên là không lên không được không ở đây là hùng khóa cái mở ra cao nhân thì như thế này hóa là không nên được cả vì do đơn nó nằm trong cái quy định mới nhất không lấy người địa phương các em nằm ở các quan đúng rồi cho toàn bác được ca học với em đúng rồi ca học với em khả năng là hồi Thái Bình học giáo lâu đương nhiên nó là còn được đi Thái Bình học giáo lâu những năm 90, những năm cuối năm 89 những năm trước đây em là
em đừng nói em của hơn anh, nó của hơn anh, nó to rồi. Có khổ mấy con này đi thiếu tá có điều cần rồi em chúng em mà thèm thì đợi cứ nói làm mỡ được mà đừng cái bây giờ cũng bây giờ là nếu giờ nó khỏe thì đương nhiên là có mà gần nhà có lẽ nhiều chứ cái gì đó mà nó từng mà cái từ dài bắt chưa chứ đúng cái đường đó là mỗi đâu thôi cứ đường này là thôi đúng rồi như phường em là thằng yêu quan Thank you.